Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta đến với bài đọc số 4, bài văn tả cảnh. Mấy hôm trước bé đi học trước cả. Lúc con lợn ồn ỉ đòi ăn trong trường, ông hỏi cháu đi học sớm thế. Bé thưa, cháu có việc ở lớp ạ. À, bé chưa dám nói thật với ông vẫn là bé phải ra đầu làng có việc. Sợ ông cười nhưng hôm nay tan học về vừa treo túi sách lên cột, bé đã khoe cháu được điểm 9 bài tập làm văn ông ạ. À, rồi bé kể cháu mất công lắm đấy, phải mấy buổi sáng đứng ở đầu làng để quan sát, rồi cháu viết lại cháu chữa cháu. Thầy bé cứ rối rít, ông bảo điểm giỏi thế nào cháu được ông nghe, cháu đọc ông nghe bài văn ông mới biết được chứ. Cô giáo cháu cho đề bài tả cảnh đi làm đồng buổi sáng, cháu đã viết thế này, ông nghe nhé. Buổi sáng cả hàng xóm te te gáy, những con lợn trong chuồng đã ùn ịt đòi ăn. Trên mái nhà những làn khói bếp lan nhẹ nhàng, mọi người tập trung ở đầu làng. Đầu tiên là các cụ phụ lão, các cụ đang trồng vải thiều dưới bàn, rồi đến các anh chị vác cuốc vác hồ lũ lượt. Hôm nay chủ nhật, các bạn học sinh lớp 4B cùng ra đồng. Cánh đồng làng em đang giữa vụ trồng bí, muốn đến tháng 3 có hoa bí nở vàng rực rỡ và bí non để nấu canh thì bây giờ phải chăm vun sới rồi. Chẳng mấy chốc từ con đường bạch đằng đàn thẳng tắp, từng đoàn người đã kéo xuống, tiếng nói chuyện cười đùa ồ ạt át cái rét buồn một ngày lao động bắt đầu. Nghe xong ông cười khà khà, sáng hôm ấy có cả ông xuống bãi trồng vải thiều đấy, cháu giỏi quá, viết thư hệt hệt viết như hệt được ông khen, bé vui lắm. Phụ lão người già, vải thiều loại vải có quả ngon hạt nhỏ, vồ dụng cụ bằng gỗ chắc nặng, có cán dùng để đập nện làm nhỏ đất, bạch đàn huyết điệp và cây to thân thẳng có tinh dầu để làm thuốc. Chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi ở bài đọc ở trên như sau. Câu 1, vì sao mấy hôm trước bé đi học sớm? Câu 2, bài tập làm văn của bé viết về nội dung gì? Câu 3, bé đã làm những việc gì để viết bài tập làm văn đó thật hay? Câu 4, ông đã khen bé như thế nào? Câu 5, tìm một hình ảnh trong bài tập làm văn để hiểu vì sao ông khen bé như vậy. Chúng ta đến với câu trả lời của 5 câu hỏi này như sau. Câu 1, câu trả lời như sau. Mấy hôm trước bé đi học sớm vì bé ra đầu làng quan sát để lấy tư liệu cho bài văn tả cảnh. Câu 2, câu trả lời như sau. Bài tập làm văn của bé viết về cảnh đi làm đồng buổi sáng. Câu 3, câu trả lời như sau. Để viết bài văn đó thật hay, bé đã ra đầu làng vào mỗi buổi sáng để quan sát, bé viết đi viết lại và sửa chữa. Câu 4, câu trả lời như sau. Ông đã khen em bé giỏi, viết như hệt. Câu 5, câu trả lời như sau. Một số hình ảnh buổi sáng gà hàng xóm te te gáy, những con lợn trong chuồng đã ùn ịt đòi ăn. Trên mái nhà những làn khói bếp lan nhẹ nhàng, các cụ đang trồng vải thiều dưới bãi, rồi đến các chị vác cuốc vác lũ lượt đi. Từ con đường bạch đàn thẳng tắp, từng đoàn xe, từng đoàn người đã kéo xuống đồng, tiếng nói chuyện cười đùa ồn ào át cả cái rét buốt một ngày lao động bắt đầu. Bài giảng của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở các bài giảng tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé.